chào quý vị và các bạn. Sau khi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11, hiện nay thì cường độ của bão Nari vẫn giữ ở cấp 12, cấp 13. Trong đêm nay và ngày mai thì cơn bão di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây và sau đó thì có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 10 giờ sáng ngày mai, vị trí tâm bão sẽ nằm trên khu vực phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa và chỉ còn cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng 190 km về phía đông. Và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 và giật cấp 15, cấp 16. Với tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão, khả năng là bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi vào rạng sáng ngày 15 tháng 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tại các tỉnh miền Trung, thời tiết chuyển xấu và không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, nhất là khu vực vùng bão đi qua, người dân nên di rời đến nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Mưa lớn có khả năng gây lũ, thậm chí là lũ quét gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại cho người dân, cũng như các phương tiện tham gia giao thông ở vùng Trung, Nam Trung Bộ. Và tàu thuyền thì cũng không nên hoạt động trong điều kiện thời tiết như trên. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì ở phía Nam, hoàn lưu cơn bão số 11, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động mạnh nên trong 24 giờ tới, thời tiết chuyển xấu dần, có mưa ở trên diện rộng và có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và thời gian mưa chủ yếu là vào lúc trưa chiều và đêm. Buổi sáng thì có lúc giảm mây hửng nắng, riêng ở vùng ven biển phía Nam thì gió khá mạnh và sóng cao nên các ghe xuồng nhỏ hạn chế ra khơi. Nơi được xem là thời tiết tốt nhất của cả nước là các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết có mây thay đổi, sáng sớm thì có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa một chút, nên các phương tiện tham gia giao thông cần chú ý hạn chế tốc độ. Còn ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu như là đều ở dưới ngưỡng 33 độ, khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, du lịch. Và tiếp theo thì mời quý vị tham khảo những thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ở khu vực Tây Bắc Bộ thì trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Thời tiết tốt kéo dài trong từ 1 đến 2 ngày tới và khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời du lịch. Ở tại Điện Biên thì nhiệt độ là từ 17 đến 32 độ và độ ẩm là 50%. Còn ở tại Sapa thì nhiệt độ là từ 13 đến 21 độ, độ ẩm là 70%. Ở tại thành phố Tam Đảo thì nhiệt độ là từ 20 đến 26 độ, độ ẩm là 80%. Ở khu vực Đông Bắc Bộ thì trong đêm nay và ngày mai trời khá là nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, du lịch với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ là từ 31 cho đến ngưỡng là 33 độ. Ở khu vực miền Trung Bắc đèo Hải Vân thì do ở phía Bắc hoàn lưu cơn bão nên trời khá nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong 1 đến 2 ngày tới thì trời chuyển xấu hơn, có mưa vừa, mưa to và dông và không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ trong ngày thì phổ biến ở trong khoảng là từ 23 cho đến 32 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Ở khu vực miền Trung Nam đèo Hải Vân, trong đêm nay và ngày mai thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Nên nhiệt độ trong ngày thì hầu như là đều không vượt quá ngưỡng là 31 độ. Trong vài ngày tới thì cơn bão số 11 càng tiến về gần hơn vào đất liền và thời tiết nguy hiểm sẽ diễn ra. Bầu trời âm u, có mưa bão và dông mạnh, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tàu thuyền du lịch không ra khơi. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão và gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh lên, nên thời tiết ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ như là ở tại khu vực Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu sẽ chuyển xấu và trời nhiều mây, có mưa dông mạnh, sóng cao và gió mạnh, các tàu thuyền du lịch nên hạn chế hoạt động. Ở khu vực Tây Nguyên thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông vào lúc trưa, chiều và đêm, buổi sáng thì giảm mây và hửng nắng. Với thời tiết này thì khá là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và nền nhiệt độ trong ngày ở khu vực này thì vẫn ở dưới ngưỡng là 30 độ và trời vẫn còn khá mát mẻ. Tuy nhiên trong vài ngày tới thì do ảnh hưởng của cơn bão có mưa lớn xảy ra nhiều nơi, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất gây ách tắc giao thông. Ở tại khu vực Nam Bộ thì trời nhiều mây, có mưa ở trên diện rộng và có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Buổi sáng thì có lúc hửng giảm mây và hửng nắng và khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Riêng vùng biển có gió mạnh và gió cao nên các ghe xuồng nhỏ hoạt động cần phải đề phòng có gió giật trong dông. Và do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở mức là từ 31 cho đến 32 độ và độ ẩm ở vào khoảng là 70%. Tại hai điểm du lịch biển là đảo Phú Quốc và Côn Đảo thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông và trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Ở khu vực ngoài khơi thì có mưa dông khá mạnh và so với vùng ven bờ, ghe xuồng nhỏ, tàu thuyền du lịch không nên hoạt động trong điều kiện thời tiết như trên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.